Ngày 12 tháng 8, lực lượng cứu nạn cứu hộ tỉnh Bình Phước cùng chính quyền địa phương và người dân đã tìm thấy hai cháu Điểu Hưng và Điểu Huy, 10 tuổi, ngụ thôn Sơn Thủy, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng. Hai cháu trai được trình báo mất tích sau khi đi câu cá vào chiều 11 tháng 8. Trước đó, hai cháu Điểu Hưng và Điểu Huy cùng cháu Điểu Phát 10 tuổi rủ nhau đi câu cá. Đến chiều muộn cùng ngày, chỉ một mình cháu Phát về. Gia đình gặng hỏi hai cháu còn lại nhưng Phát không trả lời. Sau đó, mọi người đã tổ chức tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy. Nhận tin báo, lực lượng cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Bình Phước đã điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ, phối hợp với lực lượng và nhân dân địa phương, triển khai phương án tìm kiếm hai cháu bé. Sau nhiều giờ triển khai phương án lặn tìm, lực lượng chức năng và người dân tỏa đi các khu vực xung quanh. Sau đó người dân phát hiện hai cháu bé đang chơi trong vườn rẫy điều, cách hiện trường hơn 5 km. Ngay sau đó, hai cháu bé đã được bàn giao cho gia đình.